Thay vì chỉ ghi tên một hai người chủ hộ trong sổ đỏ, thông tư 33 mới ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định các thành viên trong gia đình cũng sẽ đứng tên trong sổ đỏ. Ngay lập tức, thông tư này đã gây ra nhiều tranh cãi vì lo ngại sẽ gây phiền hà cho người dân trong quá trình mua bán chuyển nhượng. Trong chiều nay, thì phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có buổi trao đổi trực tiếp với đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải đáp các thắc mắc liên quan. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thông tư 33 không bắt buộc người dân phải ghi đầy đủ tên các thành viên trong gia đình khi đi làm sổ đỏ, mà người dân có quyền lựa chọn hai phương án. Một là cử một người đại diện đứng tên trên sổ đỏ, hai là có thể ghi tên tất cả các thành viên có chung quyền sử dụng đất. Nếu sau này cần bán nhà đất, người có tên trong sổ đỏ đang ở xa có thể gửi giấy ủy quyền đồng ý việc bán. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định các sổ đỏ đã cấp trước ngày 5 tháng 12 vẫn có giá trị pháp lý bình thường, hoàn toàn không có chuyện phải đổi sổ như nhiều ý kiến lo ngại trước đó.